Chào mừng các bạn đã quay trở lại với True Smart và mình là Pat. Cái chiếc iPhone SE 2020 mới ra mắt của Apple ấy, thì mặc dù nó là cái chiếc smartphone rẻ nhất của Apple hiện tại mà được trang bị những cái thông số kỹ thuật đầu bảng của những cái chiếc flagship mới nhất bây giờ, tuy nhiên thì nó vẫn vấp phải không ít những cái sự tranh cãi về việc là nó có đáng mua trong cái tầm giá hay không. Bên cạnh cái việc mà nó phải cạnh tranh với những cái chiếc smartphone tới từ Android này, thì nó sẽ phải cạnh tranh với cả những cái chiếc smartphone cùng tới từ Apple, mà điển hình trong số đấy chính là cái chiếc iPhone XR mình đã có trên tay ở đây. Vậy thì là lựa chọn iPhone SE 2020 hay là iPhone XR ở thời điểm hiện tại, thì hãy cùng mình tìm hiểu trong video ngay sau đây nhé. Đầu tiên thì bàn qua một chút về cái mức giá đi, thì chiếc iPhone SE 2020 dự kiến là nó sẽ được bán chính hãng với mức giá rơi vào khoảng khởi điểm từ 12 triệu đồng, tức là nó sẽ ngang bằng so với cả chiếc iPhone XR hàng mới. Tuy nhiên thì iPhone XR nó sẽ có một cái ưu điểm nữa, đó chính là nó ra mắt một thời gian rồi, thế nên là chúng ta sẽ có thể mua hàng line new này, hàng cũ với cái mức giá mà nó dễ chịu hơn rất là nhiều. Cụ thể hơn thì tại True Smart hiện tại đang bán cái chiếc iPhone XR phiên bản là quốc tế 64GB với mức giá khởi điểm chỉ từ 9.650.000 đồng mà thôi. Thật sự nó dễ chịu hơn rất là nhiều so với mức giá hàng mới, đúng không nào? Ok, tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng đi vào chi tiết những cái đặc điểm của những chiếc smartphone này. Thì đầu tiên là đi đến với cả cái phần ngoại hình đi. Ngoại hình ở trên cả hai chiếc smartphone này nó sẽ chia ra làm hai cái trường phái khác nhau. Cái chiếc iPhone SE 2020 thì nó mang trên mình một cái lối thiết kế nó rất là hoài cổ, đi kèm với hai phần viền màn hình rất là dày này, và nó sẽ phù hợp với cả những bạn nào mà yêu thích những chiếc smartphone nhỏ gọn đi kèm với viền màn hình dày và tỷ lệ truyền thống 16:9 để có thể sử dụng một cách nó thực dụng hơn. Còn đối với cả chiếc iPhone XR thì nó sẽ phù hợp với cả những bạn nào mà yêu thích những cái gì nó chạy theo trào lưu hơn, với một cái lối thiết kế ở đây. Đây các bạn nhìn này, cái phần màn hình nó cực kỳ chạm viền luôn, đi kèm với cả một phần tai thỏ rất là đặc trưng ở trên những cái sản phẩm của Apple. Cũng như là cái chiếc iPhone XR nó còn một cái ưu điểm nữa, đó chính là về những cái phiên bản màu sắc thì nó rất là nhiều. Đối với cả chiếc iPhone SE 2020 nó chỉ có 3 phiên bản màu cơ bản thôi, bao gồm là đen này, trắng này, cũng như là cái phiên bản màu đỏ. Còn cái chiếc iPhone XR này thì nó sẽ có rất là nhiều phiên bản màu sắc khác nhau, phù hợp với rất là nhiều những cái nhu cầu về màu sắc của nhiều bạn khác nhau, đúng không nào? Ngoài ra thì chiếc iPhone SE 2020 nó cũng sẽ mang một cái đặc trưng về phần công nghệ bảo mật. Đó chính là nó vẫn sẽ được trang bị cảm biến vân tay Touch ID, tuy nhiên thì nâng cấp lên phiên bản 2.0 so với thế hệ trước. Còn đối với cả chiếc iPhone XR thì nó sẽ có được cái Face ID bảo mật khuôn mặt nó mới cũng như thời thượng rất là nhiều. Và cái này thì có lẽ là tùy gu của mỗi bạn thôi. Có bạn thì sẽ thích bảo mật bằng Face ID hơn, có bạn thì thích Touch ID hơn. Thế nên là các bạn thích cái nào thì hãy lựa chọn chiếc smartphone đấy nhá. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với cả cái phần màn hình. Thì nói về cái chiếc iPhone XR trước đi, thì cái ưu điểm lớn nhất của nó chắc chắn đến từ kích thước rồi, đúng không? Khi mà kích thước lên tới 6,1 inch nó giúp cho cái sản phẩm này có được cái không gian trải nghiệm như hiển thị nó rộng hơn rất là nhiều so với kích thước chỉ là 4,7 inch ở trên chiếc iPhone SE 2020. Với cái không gian lớn này thì chúng ta có thể sử dụng để lướt web này, đọc báo này, hay là xem video cũng như chơi game với cái không gian thao tác cử chỉ tay nó thoải mái hơn rất là nhiều so với chiếc iPhone SE 2020. Còn đối với cả chiếc iPhone SE 2020 thì nó sẽ có một cái ưu điểm rõ ràng, đó chính là kích thước màn hình nhỏ hơn. Thế nên là chúng ta sử dụng bằng một tay này, hay là kiểu đi ngoài đường ấy, rút từ trong túi quần ra, thao tác nó rất là đơn giản và dễ dàng. Vậy nên là bạn nào mà thích to ấy, thì chọn XR, còn thích chất lượng thì hãy chọn SE 2020 nhá. Về cái hiệu năng phía bên trong thì chúng ta sẽ có một sự chênh lệch theo mình là nhỏ thôi, khi mà chiếc iPhone XR nó sẽ được trang bị có chip là Apple A12 Bionic, còn chiếc iPhone SE 2020 sẽ được trang bị có chip là Apple A13 Bionic. Hiệu năng của hai con chip này thì ở thời điểm hiện tại thì theo mình là chênh lệch không nhiều, khi mà con chip Apple A12 Bionic nó đã thừa sức để có thể là cân những cái tác vụ nặng như là chơi những cái tựa game nặng với mức cấu hình tối đa ở trên kho ứng dụng App Store bây giờ rồi. Đối với cả chiếc iPhone SE 2020 của con chip Apple A13 Bionic thì nó sẽ chỉ phát huy tác dụng khi mà chúng ta sử dụng chiếc smartphone này lâu dài mà thôi. Và cái lâu dài theo mình ở đây nó sẽ phải lên tới khoảng tối thiểu là 3 năm ở trên những cái chiếc smartphone tới từ Apple đấy. Về camera phía sau thì đây sẽ là một cái sự tương đồng rất là lớn giữa hai chiếc smartphone này. Khi mà đối với cả iPhone XR chúng ta có cảm biến chính độ phân giải là 12 megapixel, khẩu độ là f/1.8 cùng công nghệ là chống zoom quang học OIS. Cảm biến camera trước thì vẫn sẽ có độ phân giải là 7 megapixel, khẩu độ sẽ là f/2.2. Và trên chiếc iPhone SE 2020 thì chúng ta cũng sẽ có một sự tương đồng lớn nữa, khi mà đã có những tin đồn lộ ra rằng là cái chiếc iPhone SE 2020 sẽ được trang bị hoàn toàn những cụm cảm biến tương tự như là iPhone XR. Và về tính năng các thứ thì theo như mình thấy nó vẫn hoàn toàn tương đồng so với cả iPhone XR mà thôi. Thế nên là về camera thì mình sẽ đánh giá là ngang bằng giữa hai cái chiếc smartphone này nhá. Về pin thì có thể nói đây là một sự chênh lệch rất là lớn giữa hai cái chiếc smartphone này, khi mà iPhone XR là một trong những cái chiếc smartphone có cái thời lượng pin trâu nhất mà Apple từng sản xuất. Trong khi đấy thì iPhone SE 2020 thì lại là một trong những cái chiếc smartphone mà theo Apple công bố là thời lượng pin hoàn toàn tương đồng so với iPhone 8. Và cái này thì có lẽ là quá chênh lệch rõ ràng rồi, đúng không nào? Cuối cùng thì chúng ta sẽ đến với cả những cái tính năng phụ trợ bên ngoài. Thì đối với cả cái chiếc iPhone SE 2020 và iPhone XR thì nó sẽ đều được trang bị hai SIM các bạn nhé. Trong đó một SIM thì nó sẽ là eSIM,
Ngoài ra thì chiếc iPhone SE 2020 nó sẽ có thêm một số sự cải tiến nữa về công nghệ kết nối không dây, khi mà nó sẽ được trang bị khả năng kết nối LTE là Gigabit LTE, cao cấp hơn so với cả LTE Advanced ở trên iPhone XR, và cũng như là nó sẽ được trang bị chuẩn Wi-Fi 6 mới nhất hiện giờ, thì nó sẽ giúp cho chúng ta có khả năng kết nối không dây mạnh mẽ hơn. Tất nhiên là mình vẫn cảm thấy hơi tiếc một chút khi mà chiếc iPhone SE 2020 nó không có được cái công nghệ kết nối 5G. Tổng kết lại thì nếu như mà những bạn nào muốn sở hữu một cái chiếc smartphone mà nó theo hướng là thời thượng hơn, như là có được một cái màn hình tràn viền như này này, đi kèm với nhiều phiên bản màu sắc, với một cái cấu hình nó vẫn thừa đủ mạnh để sử dụng trong nhiều năm nữa, kể cả với những cái tác vụ nặng, đi kèm với một cái thời lượng pin rất là tốt, thì cái chiếc iPhone XR sẽ là một sự lựa chọn rất là phù hợp. Ngoài ra thì chiếc iPhone XR nó cũng có một cái mức giá nó dễ chịu hơn rất là nhiều, cũng như là có được những cái phiên bản ví dụ như hàng cũ, hàng line new chẳng hạn, thì nó sẽ giúp cho chúng ta có đa dạng sự lựa chọn hơn. Còn nếu như mà những bạn nào mà thích sở hữu những cái chiếc smartphone hàng mới, những bạn nào mà bây giờ vẫn đang sở hữu những chiếc như iPhone 7, iPhone 8 và không muốn dứt ra bởi vì cái thiết kế của nó quá thực dụng, nó nhỏ gọn để sử dụng bằng một tay này, cũng như là chất lượng hiển thị tốt, và chúng ta muốn có được một cái thông số cấu hình đầu bảng bây giờ để có thể sử dụng những chiếc smartphone có thiết kế lỗi thời đấy trong lâu hơn nữa, thì chiếc iPhone SE 2020 sẽ là một sự lựa chọn rất là đúng đắn. Các bạn nghĩ gì về cả hai cái chiếc smartphone này thì có thể để lại comment phía bên dưới cho mình biết nhé. Và nếu như là muốn chọn mua cho tham khảo về hai chiếc smartphone này, có thể truy cập vào website của True Smart để update thêm. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.